Chào mọi người nhé. Hôm nay nhà em lại đặt một cái sản phẩm trông nó lạ lạ về để quay video. Thì cái này cứ top top thì thấy nó buồn cười hay hay đấy đặt về. Nó là cái cục thì nó gọi là xi măng à, xi măng dẻo à. Đây. Mi phèng giao ni, hàng của tàu đây. Thấy nó hay hay cái cục này thì để bít những cái lỗ ở trong nhà mình ấy, những cái lỗ nhỏ nhỏ hoặc là lỗ nó vừa bằng cái miếng này là được. Thực ra thì cũng có nhiều cái phương pháp khác để thay thế, nhưng mà cái này nó làm nó đơn giản, nó bóc ra nó ấn là được như cục kẹo cao su ấy, thì thấy hay hay nên đặt thử về xem thế nào. Đây, trên tiện thì làm cái video cho mọi người cùng xem nhé, bởi vì cái cục này nó cũng rẻ lắm. Xem nó có đáng đáng đồng tiền không. Đây, bóc ra nó như cái cục đất sét nghịch cho trẻ con đấy các bác ạ. Nó ướt ướt, nó ướt ướt, nó giống như kiểu cục đất sét cho trẻ con ấy. Thì cái điều hòa nhà em ấy, cái ống mà cái chỗ mà luồn ống điều hòa ra ngoài ấy, thì nó không kín được, thế là luôn bị những cái con thạch sùng hoặc những cái con bọ nó hay chui qua cái đường ống nó vào trong nhà. Thì tiện đây em mua cái này về em bít cái ống đấy. Đấy, bít cái đấy thì có nhiều cách thôi, các bác dùng xi măng trắng hoặc xi măng gì hoặc là silicon Apollo cũng có thể bít được, nhưng mà mua cái này về bít cho nó mới lạ một chút nhá các bác. Ok, đây các bác, sau một hồi gỡ gỡ ra thì em được cái cục như thế này. Cảm giác nó cứ mềm mềm xốp xốp, nó nhẹ như kiểu là mình bóp một cái tấm xốp ấy, tấm foam ấy, chứ nó không giống như kiểu đất sét đâu. Nó mềm mềm ướt ướt à, nó không dính tay như kiểu đất sét đâu. Đấy, nó giống như kiểu một tấm tấm foam ấy, tấm cao su non ấy. Đấy thì em sẽ dùng cái này để em dính bít cái lỗ kia cả đấy, đó nhìn thấy chưa, à cái lỗ này, à, cái lỗ ống chờ điều hòa này, mấy cái con bọ ở ngoài nó cứ chui ở trong đấy, nhiều con thạch sùng nó cũng chui vào nó cắn dây. Thì nhà mình này rất ghét những cái kiểu đấy, nó có lưới chắn muỗi các kiểu rồi, nhưng mà nó cứ chui từ lỗ vào. Bây giờ mình sẽ bít cái lỗ này nhá. Ấy, bị cái lỗ là hết có một nửa cái, mang lên cái điều hòa bên trên. Hay phết các bác ạ, nhìn nó buồn cười. Không biết là để ngoài trời nắng mưa nó có ok không, thì có gì các bác cứ để lại bình luận thì để em test cho vài tháng nữa xem nó có được không, hay là nắng mưa vào nó lại hỏng hết. Hiện tại thì cũng ok đấy, trông trông hay phết đấy, trông như kiểu đồ chơi trẻ con ấy. Đấy, ấn vào cái này nó kín mít rồi. À, con lửa mang lên bịt trên này. À, nãy em nói hơi nhầm. Mấy mấy chục đấy là em đặt là 5 viên cơ. Đằng nào cũng mất công đặt thì phải đặt nó nhiều nhiều một tí thì đặt Shopee nó được miễn phí ship. Một cục này nó có 2 đến 3 nghìn một cục thôi. Rẻ bèo, rẻ hơn cả cả đất sét của bọn trẻ con nó chơi.